Em Tuyến xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em Tuyến lại tiếp tục gặp gỡ các bác trong một video mới, giới thiệu cho các bác đến 6 bộ sản phẩm từ những đồ âm thanh của Mỹ và âm thanh của Nhật. Thì đầu tiên thì em Tuyến giới thiệu luôn cho các bác đến một con Omni, dòng này đến từ thương hiệu của Đờ Nông các bác nhé. Dòng Đờ Nông, những dòng đời cổ này thì cho chất âm rất là mượt mà rất là hay. Dòng này thì có một cũng là một model, là cũng là một đời hết số của những dòng model 701 các bác nhé. 701 nó là một model hết số, bởi vì những đời vòng đời của con này thì nó chỉ có mấy model thôi. Đó, tức là 501 và 301. Thì dòng 701 này thì nó là dòng hết số của hãng. Đấy, con này được sử dụng là 4 sò sắt đỏ đen nhé, 4 sò sắt đỏ đen. Đấy, thiết kế theo dạng mono block, bởi vì nó thiết kế hai bộ biến áp riêng biệt cho hai phần công suất và 4 tụ lọc nguồn cho hai kênh, và một biến áp cho phần rè. Tổng là con này sử dụng đến 3 biến áp các bác nhé. Mà dòng này thì nó đánh sò Toshiba đỏ đen cho chất âm rất là hay và rất là mượt. Và đặc biệt là các bác chơi những dòng nhạc Boreno hay là nhạc vàng rất là ok. Đặc biệt là có cả cổng rè au để cho các bác chơi rất là tiện. Dòng PMA 701 này thì cho công suất lên đến 165W các bác nhé, 165W. Đánh hai cầu loa A và B, trở kháng con này đánh từ 4 cho đến 16 ohm. Đó, thoải mái cho các bác chơi. Dòng này thì Đờ Nông thì chất âm nó rất ngọt ngào và rất mượt mà, để chơi được những dòng, những loa thùng kín hay là những dòng loa cổ. Đấy, đặc biệt là đánh những dòng loa Âu Mỹ rất là hay và cho chất âm rất là tuyệt vời. Đó, con này với thiết kế rất là chất lượng từ những cái cần gạt của nó này. Đấy, rất là đẹp và rất là chất lượng luôn. Đó, em bao zin từ bộ núm điếc của nó khá là đẹp luôn, đẹp mỹ mãn luôn. Cạnh là không có mặt mũi, là không có chảy sức bất kể một chỗ nào. Và con này thì được đánh giá khá là cao trên thị trường về những giải bát, giải chép rất là rộng. Đó, với tình trạng là đẹp xuất sắc, từ sexy bảy màu đẹp xuất sắc luôn. Và con này tại thị trường đang bán trên 5 triệu. Hôm nay em Tuyến xả giá để cho các bác có thể lựa chọn những con Omni hay để chơi Tết. Đấy, thì hôm nay em Tuyến xả giá để cho các bác với mức giá là 4 triệu 500 nghìn đồng nhé. 4 triệu 500 nghìn đồng cho con Omni Đờ Nông PMA 701. Đẹp xuất sắc, hàng bãi đẹp kính cong luôn. Em Tuyến dám khẳng định là không có một ở đâu bán hàng bãi mà đẹp mà với cái giá tốt như em Tuyến để cho các bác được. Đó, đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Từ sassy này còn quá mới luôn. Bao zin tuyệt đối, không có một mối chấm hạn nào. Đấy, rất là đẹp, đít đáy đẹp xuất sắc luôn, với mức giá chỉ có 4 triệu 500 nghìn đồng nha các bác nhé. Duy nhất chỉ có một con thôi. Đó. Và tiếp đến em Tiến giới thiệu cho các bác đến một con siêu nọc đến từ thương hiệu của Mỹ các bác nhé. Dòng này nó là dòng Spectro Acoustic, nó chuyên về những đồ âm thanh nhạc cụ hàng cổ của Mỹ các bác nhé. Và con này thì nó sở hữu cho mình hai cái volume để như các bác có thể làm rè. Và đặc biệt là mỗi một vế của nó sử dụng cho mình là 10 cần chỉnh equalizer. Và giải con này rất là rộng luôn các bác nhé, giải chỉnh rất là rộng luôn. Thoải mái cho các bác chơi những dòng nhạc cổ, mà ưu điểm của con này thì làm cho cái tiết tấu nhạc của bác nó sẽ chậm đi một chút. Đấy, nên là khi các bác nghe rất là hay, bởi vì những dòng các bác nghe những dòng nhạc cổ điển trước những năm 80 thì để cho có một cái chất âm hay thì không thể thiếu những dòng nọc chỉnh như này, equalizer chỉnh như này. Đấy, dòng này có model là 210, một model rất là hiếm luôn của Mỹ các bác nhé. Dòng này nó làm toàn phần của nó là bằng vỏ. Đấy, ở đây thì nó hơi khó tháo nên em không cần tháo để cho các bác xem đây. Về độ đẹp của nó thì miễn bản luôn, model 210, dòng này được sản xuất tại Made in USA luôn các bác nhé. Và con này nếu mà các bác đấu giá về khá là cao, nếu mà đấu giá bây giờ con này nó phải trên 20 triệu. Đấy, các bác đấu giá tại Mỹ bây giờ về là trên 20 triệu, mà con này với hàng đấu mạng về rất là đẹp, đẹp có thể nói là đẹp xuất sắc luôn. Đấy, từ góc cạnh đẹp xuất sắc luôn. Và em sẽ tặng vỏ gỗ nếu cho các bác nào chốt con này. Và hôm nay em Tuyến cũng để cho các bác mới một mức giá rất là tuyệt vời luôn, một con mức giá rất là tuyệt vời để cho các bác chơi, mà hàng này hàng Mỹ nòi các bác nhé. Đấy, con này thì cho chất âm nó sẽ chậm lại một chút, nên là các bác yên tâm, các bác nghe nhạc vàng Boreno thì nó là đỉnh cao rồi. Đó, con này thì nó có hai đường vào và một cổng ngõ ra đây, một quả ngõ ra đây. Đấy, một ngõ ra đây, các bác chơi rất là tiện.
Con này thì nó là điện 117V, bởi vì con này nó sản xuất cho thị trường Mỹ, nội địa của Mỹ luôn, nó không xuất đi nước nào cả. Đấy, công suất là 14W các bác nhé. Đấy, hàng Mỹ nổi luôn. Và với một con nọc hay là gọi là Equalizer của Mỹ xịn sò như này, dòng Spectro Acoustic Model 210. Hôm nay em tiến để cho các bác với mức giá là 7 triệu, em sẽ tặng cho các bác một cái vỏ gỗ. Em để cho các bác với mức giá 7 triệu đồng nhá, em sẽ tặng cho các bác một vỏ gỗ rất là đẹp luôn. Đấy, các bác nghe hay trưng bày thì cực kỳ là đẹp, mà đặc biệt là các bác chơi những dòng nhạc cổ thì không thể thiếu những con Equalizer như thế này, để cho cái chất âm của nó mượt mà hơn và cái tiết tấu cái âm thanh của bác sẽ chậm lại, nghe nó nhẹ nhàng, để cho có một cái bài hát nó hoàn chỉnh và các bác nghe nó không bị mệt. Thì các bác chơi những cái dòng Equalizer này thì nó là đỉnh cao rồi. Mà những cái con Spectro Acoustic của Mỹ này rất là hiếm luôn. Các bác có thể tham khảo trên Google để các bác biết. Nó rất là hiếm luôn, ngay cả tại thị trường Mỹ nó cũng cực kỳ là hiếm luôn. Để mà kiếm được một con cũng rất là ít. Đấy, những dòng Spectro này tại thị trường Việt Nam nó cũng khá là hiếm luôn các bác nhé. Đấy, mà ở thị trường Việt Nam cũng bán khá là cao. Đấy, các bác có thể nghiên cứu trên Google giúp em. Và tiếp đến em tiến giới thiệu cho các bác đến một con âm ly đến từ thương hiệu của Pioneer các bác nhé. Dòng này thì cũng khá nổi tiếng của Pioneer. Nó là một model cũng gần hết số của Pioneer. Nó chỉ thua con A0012 là hết số các bác nhé. Dòng này thì có model là A008. Đấy, con này thuần về cờ nát A và B các bác nhé. Thuần cờ nát A, B. Con này nó chuyên về cờ nát A, B. Bởi vì nó về các bác nghe nhẹ nó cũng hay, mà các bác nghe mạnh nó cũng hay. Bởi vì dòng khi các bác nghe nhẹ thì nó đánh ở mức cờ nát A, và khi các bác đánh mạnh thì nó sẽ là chuyển sang cờ nát B, nó đánh để cho các bác có cái chất âm hay nhất. Và cờ nát, những cái dòng mà đánh thuần cờ nát A thì nó cho chất âm thì tương tự như âm ly đèn nhé các bác nhé, nghe nó rất là ngọt ngào và chi tiết. Đấy, dòng Pioneer model A008 các bác nhìn nhé, nó thiết kế 4 quả tụ như 4 non bia luôn, em tiến dám khẳng định là như 4 non bia luôn, Heineken luôn, và một biến áp khủng luôn. Con này với tình trạng là về tình hàng như mới tinh luôn các bác nhé, đẹp xuất sắc luôn, từ trong đến ngoài hàng bãi đẹp không một tí vết nào luôn. Đấy, các bác nhìn nhé, toàn bộ là em bao dính bao đẹp này, toàn bộ chassis từ cho đến vỏ hộp này đẹp xuất sắc luôn. Đấy, không có tiêm chích bất kể một chỗ nào luôn. Đấy, con dòng này thì nó đánh thì hai cầu loa A và B, trở kháng đánh từ 4 cho đến 16 ohm, đặc biệt là có cả cổng chữ U để các bác có thể nằm rề nằm pau, hay là các bác đấu nọc qua đây rất là tiện. Con này thì cho công suất lên đến 210W các bác nhé. Và nó sử dụng là 48 sò sắt này, các bác nhìn nhé. Mỗi một kênh của nó là 4 con sò sắt đây. Kênh bên này là 4 con nữa, hai kênh là 8 sò sắt, và từ những toàn bộ những linh kiện của nó toàn linh kiện chất lượng. Đấy, các bác nhìn những bộ tụ của nó này, rất là đẹp và rất là chất, máy em bao zin bao đẹp luôn. Các bác có thể nhìn rõ luôn này, đấy, máy của nó như mới tinh luôn. Một con hàng bãi mà về khui ra mà nó đẹp như mới tinh luôn các bác nhé. Đấy, từ mặt mũi là không có chảy xước bất kể một chỗ nào luôn. Đấy, các bác nhìn nhé. Cực kỳ đẹp, từ đẹp từ bộ núm. Đấy, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn, đẹp xuất sắc luôn. Toàn bộ em bao zin bao đẹp luôn. Đó. Thì với con âm ly Pioneer A008 hôm nay em tiến để cho các bác mấy mức giá là 5.500.000 đồng luôn nhé. 5.500.000 đồng, một cái mức giá cực kỳ bình dân để cho các bác chơi một con âm ly khủng nhé. Đấy, tụ của nó lên 63V 15.000mi một con, rất là khỏe luôn và rất là chất. Các bác đánh những dòng này thì cực kỳ là phê luôn. Đó. Và với tình trạng là đẹp xuất sắc luôn. Cái con thì em có một con thì nó bị mất một cái vết lông mèo, thì em sẽ xả giá để cho các bác với mức giá là 5 triệu. Đấy, mức giá là 5 triệu. Còn con này là em để cho các bác với mức giá là 5 triệu rưỡi. Một con thì em nó bị mất một cái lông mèo ở bên đây. Một tí thôi. Một cái lông mèo thôi. Thì em để cho các bác với mức giá là 5 triệu. Cũng là đẹp xuất sắc luôn. Đấy, còn con này thì em để cho các bác với mức giá là 5 triệu rưỡi. Đó. Đẹp xuất sắc. Và tiếp theo em tiến giới thiệu cho các bác đến một model huyền thoại của Sansui. Dòng này thì mệnh danh là Đông Phương Bất Bại, bởi vì nó không kén bất kể một dòng loa nào nhé. Mà nó con này đánh chất âm rất là hay và rất là ngọt luôn. Nếu mà nói về dòng Sansui thì những model của 7.900 này thì các bác đã đủ hiểu, bởi vì chất âm của nó quá tuyệt vời. Thứ nhất là
Nó điều chỉnh là cả ba giải. Con này nó thiết kế điều chỉnh ba giải, giải bass, giải mid và giải jack. Đấy, nên mà con này thì nó ưu điểm của nó thì không kén bất kể một dòng loa nào, loa nào cũng đánh được, loa Âu, loa Mỹ, đặc biệt là những dòng Adeven hay là những dòng loa cổ của Mỹ đánh rất là hay luôn. Đấy, rất là hay luôn. Con này với tình trạng là đẹp xuất sắc luôn. Đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Đấy, con này với tình trạng là đẹp xuất sắc luôn. Các bác nhìn nhé. Đấy, dòng AU7900 thì khá nổi tiếng. Nếu mà các bác đã từng nghe em nó thì các bác thấy chất âm của nó, thấy nó mới mượt mà đến mức độ nào rồi. Đó, con này thiết kế hai quả tụ như hai non bia 3 con 3 nhé. Đấy, như non bia 33. Đấy, rất là to và rất là chất lượng luôn. Toàn bộ sassy của nó cực kỳ là đẹp. Hàng này em bao zin bao đẹp này. Toàn bộ này, đít đáy không có rô rỉ bất kể chỗ nào. Được đánh hai cầu loa A và B, trở kháng đánh từ 4 cho đến 16 ohm. Và dòng này trong công suất lên đến 176W các bác nhé. Với tình trạng là đẹp xuất sắc. Có cả cổng rề, pau. Đây là rề này. Đấy. Cổng rề ra này, pau này. Thì các bác chỉ cần sử dụng qua một cái nút gạt này là ok. Đấy. Nước này là nước chuyển gạt ra rề pau. Rất là tiện để cho các bác chơi. Và con này thì với tình trạng là đẹp xuất sắc từ sassy này. Còn quá đẹp quá mới. Và nó đánh 8 sò sắt quả nách nhé. 8 con sò sắt quả nách đây. Các bác nhìn rõ này. 8 sò sắt nách đỏ đen. Và từ đèn thúc xanh đen còn zin nguyên bản luôn này. Đấy, đèn thúc xanh đen thì các bác có thể nhìn thấy rõ luôn này. Đẹp xuất sắc luôn. Từ đít đáy là không có từ rung rỉ bất kể một chỗ nào luôn. Con này với tình trạng là như mới luôn. Và con này nó đã đi vào huyền thoại được một model hay nhất quả Sansui rồi. Những dòng âm ly mà không có đài là con này nó thuộc là top là hay nhất quả Sansui rồi. Đấy, nghe nó rất là đã và nó đánh không kém bất kể dòng loa nào, mà đặc biệt nó đánh rất là ngọt luôn. Giải bass, giải check của nó cực kỳ rộng. Kể cả nghe cả các bác điều chỉnh giải chung của nó cực rất là rộng luôn. Mà ít con nào mà có được như nó. Đó. Nâu nớt của nó thì nó điều chỉnh giải cao, giải thấp đây. Nó điều chỉnh ba giải, giải cao, giải thấp. Đấy. Để cho các bác chơi, nâu nớt của nó rất là hay. Con này nó có sử dụng một mạch nâu nớt rất là hay luôn. Mà ít con nào có được. Đó, dòng AU7900. Và với con âm ly Sansui AU7900 rất là tuyệt vời, đẹp như này, thì hôm nay em Tuyến để cho các bác với mức giá là 10 triệu đồng nhé. 10 triệu đồng chưa bằng một con âm ly 7800, nhưng mà riêng 7800 không có cửa để so với nó. Con này mệnh danh này thì Đông Phương bất bại luôn. Đó. Rất là chất lượng luôn. Với tình trạng đẹp xuất sắc từ cái lớp màng ni lông bảo vệ của nó vẫn còn nguyên si luôn các bác nhé. Đẹp xuất sắc luôn. Đó, với mức giá là chỉ có 10 triệu đồng cho một con âm ly chất lượng như này, AU7900. Đấy, thị trường đang bán 11 triệu, em Tuyến để cho các bác với mức giá là 10 triệu đồng. Và tiếp tục em Tuyến giới thiệu cho các bác đến một con âm ly đến từ thương hiệu của Yamaha. Dòng này có model là CA2000 các bác nhé. Con này được thiết kế với hai đồng hồ tuyệt đẹp. Và con này nó thuần cờ nát A các bác nhé. Đấy. Đây các bác nhìn nhé. Đây nó thuần cờ nát A. Đấy, các bác chơi cờ nát A thì các bác gạt xuống. Mà riêng nói về cờ nát A của Yamaha rất là độc quyền luôn. Và rất là hay luôn. Một trong những dòng mà đánh cờ nát A hay nhất của các dòng âm ly. Thì đó là dòng âm ly của Yamaha CA2000 này. Nếu mà các bác yêu mến dòng cờ nát A thì không thể bỏ qua những con này. Cho chất âm rất là hay và rất là mượt. Nó rất là nổi danh của Yamaha chuyên về cờ nát A. Đó. Dòng cờ nát A này thì nó được thiết kế là 8 con sò. Đây các bác nhìn nhé. 8 con sò của Sanken. Mỗi một vế là 4 con. Rất là chất lượng mà con này rất là khỏe luôn. Em nói luôn. Con này thì cực kỳ là khỏe luôn các bác nhé. Đó. Con này mệnh danh là nổi tiếng về cờ nát rồi. Đây các bác nhìn nhé. Con này được đánh hai cầu loa A và B, trở kháng đánh từ 4 cho đến 16 ohm, có cả cổng rê bao rất là tiện. Đây là cổng rê out này. Đấy. Để cho các bác chỉ cần sử dụng rê các bác gạt xuống rất là tiện. Và con này cho công suất lên đến 300W các bác nhé. Đấy, các bác nhìn nhé, 300W một model rất là chất lượng và rất là hay. Các bác không dùng cái nát A thì các bác chơi về chế độ bình thường thì nó cho công suất lên đến hơn 200W một kênh các bác nhé. Con này nổi danh rồi. Nó lên đến công suất lên đến 200W một kênh để cho các bác đánh các dòng âm ly.
và từ những linh kiện của nó quá chất lượng, và đây từ cái lớp mạ sơn bộ đội còn zin nguyên bản luôn các bác nhé. Đó, với tình trạng là đẹp xuất sắc. Con này thì được thiết kế vỏ gỗ các bác nhé, vỏ gỗ nên là rất cổ điển của Yamaha mà cho chất âm rất là ngọt ngào. Và ngay cả con xe 2000 này bây giờ bán giá khá là cao, nhưng hôm nay em Tuyến xả giá để cho các bác với mức giá là 7.800.000 đồng nhé, 7.800.000 đồng cho một con âm ly siêu khủng của Yamaha luôn. Đó, với mức giá chỉ có 7.800.000 đồng, rất là chất lượng luôn, hai đồng hồ vu tuyệt đẹp luôn. Con này nó sử dụng ở đây nó sử dụng bộ đèn để cho đồng hồ vu nó nổi lên rất là đẹp luôn, nhìn rất là đã mắt luôn các bác nhé, rất là chất lượng. Đó, khi bật lên thì cái màn hình nó hơi xanh một chút nên là nhìn nó rất là đẹp đẹp và rất là đã mắt. Đó, mà dòng thuần về cần đất A các bác nhé, thuần về cần đất A nổi tiếng, nổi danh của Yamaha rồi. Đó, nghe âm thanh ngọt ngào như âm ly đèn. Với mức giá này em Tiến để cho các bác chỉ có 7.800.000 đồng. Và tiếp đến em Tiến giới thiệu cho các bác đến một con Pau có thể nói là khủng nhất của PV, hàng PV của Mỹ. Thì nhiều các bác đã quá hiểu về nó rồi, dòng PV thì chuyên nổi tiếng về những âm thanh hội trường sân khấu. Thì hôm nay em Tiến giới thiệu cho các bác đến một con PV PB 2000. Con này thì nó là công suất ra loa là 1000W một kênh các bác nhé, 1000W nhân 2 kênh thì các bác đủ hiểu. Đó, 1000W một kênh cho một con Pau siêu khủng như này. Đấy, các bác nhìn cái biến áp của nó đã thuế đủ đã mắt rồi, quá to luôn. Và con này thì nó công suất tiêu thụ thì là 1500W, nhưng mà công suất ra loa là 1000W một kênh, trở kháng đánh từ 2 ohm trở lên. Đây các bác nhìn rõ nhé, trở kháng đánh từ 2 ohm đấy, 1000W, và 4 ohm là 700W một kênh, 2 ohm là từ 1000W. Nhìn một lúc các bác đánh cho em 3 đôi loa vô tư, 3 đôi loa bát 340 thoải mái không phải nghĩ. Đấy, nó thiết kế hai volume riêng biệt để cho hai kênh và các ngõ tín hiệu vào đây, rất là chất lượng luôn. Và đặc biệt con này nó sử dụng đến 32 sò Motorola. Đấy, em Tuyến đã tháo sẵn ra để cho các bác xem. Đấy, con này nó sử dụng 32 sò Motorola luôn. Đấy. Đây các bác nhìn nhé, mỗi một kênh của nó là 16 sò Motorola. Bao zin tuyệt đối luôn, không có một chấm mút gì vào đây. Đấy là sò Motorola các bác nhé. Đấy, biểu tượng của chữ M. Đây, toàn bộ là chữ M đây, Motorola này. Đấy, Motorola, toàn bộ là sò Motorola zin nguyên bản luôn. Đó, các bác nhìn nhé, toàn bộ đây, sò Motorola đây. Đấy, 32 sò, mỗi một vế là 16 sò thì các bác đủ hiểu nó chất lượng đến cỡ độ nào. Dành cho các bác nào chuyên đánh những diều, những dòng loa hạng nặng, ví dụ những dòng JBL hay là những dòng mà BMB hay là bất kể những dòng loa của hội trường sân khấu, những dòng full, thì các bác không thể bỏ qua những dòng này. Những dòng này đánh chất âm cực kỳ là tuyệt vời và cho chất âm rất là ngọt ngào luôn, để cho các bác có thể nghe nhạc hay và hát karaoke thì cũng khá là mượt mà luôn. Đấy, mà ưu điểm của những dòng sò sắt này, khi các bác hát karaoke thì nó lại càng sạch sẽ, tiếng càng sạch mà chất âm thì càng hay các bác nhé. Đó, 32 sò Motorola luôn này thì các bác đủ hiểu nó chất lượng đến cỡ độ nào. Và với những con Pau này thì các bác không thể thiếu trong những các bác chơi những gia đình mà chơi những dòng lớn. Đó, nghe hay và trưng bày cũng rất là đẹp. Và con này nó nặng lên đến tầm gần 40 cân một các bác nhé, con này nó nặng lên đến gần 40 cân, nói chung là phải hai người khênh, chứ một người bê thì sợ là các bác bị sụn lưng. Đó, con này rất là nặng luôn. Đó, to mà nặng, với tình trạng là đẹp xuất sắc luôn. Đó, với tình trạng là đẹp xuất sắc từ trước đến sau, cực kỳ là đẹp luôn. Đó, một con Pau siêu khủng. Và với con PV 2000, công suất 1000W một kênh, tức là hai kênh là 2000W. Hôm nay em Tuyến để cho các bác với mức giá là 12 triệu đồng nhé, 12 triệu đồng cho một siêu phẩm như này. Đó, hàng em bao zin bao đẹp luôn. Chỉ có 12 triệu đồng cho một con Pau siêu khủng luôn. Nói thật là con này bê này sụn nưng, nó chỉ đắt hơn đẩy tàu mới một chút. Nhưng mà riêng các bác chơi những dòng này thì nó là đỉnh cao rồi. Nó là đỉnh cao luôn rồi. Đó, đồ Mỹ, hàng Mỹ và được sản xuất tại Mỹ luôn các bác nhé. Đó, con này được lắp ráp và sản xuất tại Mỹ luôn. Đó, Made in USA. Đó, con này được sản xuất và lắp ráp tại Mỹ luôn.
Và con này là xuất thị trường châu Âu nên là điện của nó là xuất thị trường Anh các bác nhá, nên là điện của nó là 230V. Đấy, con này là bản thân nó xuất cho thị trường Anh nên là điện của nó là 230V đó. Thì các bác đủ hiểu nó chất lượng như nào. Với mức giá chỉ có 12 triệu đồng cho một siêu phẩm. Và em Tuyến vừa giới thiệu cho các bác đến 6 bộ sản phẩm, thì các bác nào có nhu cầu sản phẩm nào thì cứ liên hệ cho em Tuyến theo số điện thoại của em là 0917838969 và Zalo của em nó cũng là số 0917838969 các bác nhé. Và toàn bộ giá em Tuyến vừa báo trên, các bác nào có nhu cầu thì đối với những sản phẩm dưới chục triệu thì các bác vui lòng cọc trước cho em 500.000 đồng, và đối với những sản phẩm trên chục triệu thì các bác vui lòng cọc trước cho em tối thiểu 1 triệu đồng để em gửi hàng cho các bác. Và toàn bộ giá em Tuyến vừa báo trên chưa bao gồm phí vận chuyển. Các bác nào có nhu cầu alo luôn cho em Tuyến để em tư vấn cho nó kỹ càng hơn. Và em Tuyến cũng xin phép được dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã luôn quan tâm ủng hộ em Tuyến. Em Tuyến xin kính chào các bác.